Hello, xin chào tất cả các chị ạ. Rồi, hello tất cả các chị ở trong livestream của em ngày hôm nay nha. Rồi, hello tất cả các chị ạ. Mấy chị ơi, chị nào mà đang ở trong livestream thì mình nhanh tay lên giúp em nha mấy chị yêu nha. Không nhớ là mình có nhớ hẹn không là lúc 5 giờ à. Live trễ rồi, 5 giờ rưỡi mới like ha. Do là có một xíu trục trặc một xíu cho nên là 5 giờ rưỡi với em mới like. Thì mấy chị ơi, cho nên là bây giờ chị nào vào rồi mình nhanh tay nha, em vào em like sớm luôn cho mấy chị ha. Em like sớm luôn cho nên là mình nhanh tay vào livestream giúp em nha. Rồi. Hello chị Lê Quế Phương ạ, hello chị Thảo Nguyễn nha. Rồi, cho nên là hello chị Minh Thư nè, hello chị Thảo Nguyễn nè. Rồi. Rồi, hello tất cả các chị nha, chị nào rồi, chị nào mà mình đang theo dõi livestream của em á thì mình nhanh tay comment lên giúp em nè. Và mình nhớ là mình chia sẻ giúp em. Tại vì sao? Thì nhớ là mình chia sẻ thì bên em mới có chương trình sale cho mình nha. Sao hôm bữa em đặt hàng. Nếu mà không chốt là đơn hàng đó là mình đã hết hàng rồi đó chị yêu ơi. Nếu mà chưa có chốt là đơn hàng của mình đã hết hàng rồi nha chị yêu nha. Mình lựa qua cái mẫu khác giúp em nha. Có zoom luôn nha chị Trịnh Bảo Hân nha. Chân nha, có zoom luôn cho mình nha. Rồi thì hiện tại á, em lên rất là nhiều mẫu đầm cho mình, cho nên là mấy chị yên tâm, cứ ở yên trong cái livestream và mình chia sẻ giúp em thôi. Và mình chờ giúp em là em lên những mẫu đồ xinh cho mình lựa chọn thôi ha mấy chị ha. Cho nên là mình yên tâm cực kỳ nhiều luôn. Váy xè nè, zoom nè, body nè, váy công chúa nè, nói chung là rất là nhiều những mẫu đầm xinh cho mình. Thì chị nào mà mình đang muốn mua đầm đẹp, đầm xinh với giá rẻ thì mình nhanh tay vào livestream giúp em nha chị nha. Hello chị Kim Loan Nguyễn ạ. Hello tất cả các chị ở trong livestream ngày hôm nay của em luôn nha. Do là hôm nay bị trục trặc của mạng với lại là trục trặc bên đội một xíu cho nên là bên em like hơi trễ, cho nên là mấy chị cũng thông cảm nha. Rồi chị nào mà mình vào rồi mình nhớ là mình chia sẻ giúp em nè. Chia sẻ càng nhiều thì em áp dụng chương trình cho mình càng lớn nha chị nha. Tại vì á, vậy hỏi chị Thảo Nguyễn có đọc tên mà không thổi chốt hả? Vậy là chắc là cái chị trước nữa người ta có nghe máy rồi á chị ơi, là em sẽ không có lên được cái số điện thoại của mình đó nha. Có gì mình đặt lại giúp em những cái mẫu sau nha chị nha. Còn rất là nhiều mẫu xinh cho nên là mình yên tâm nha. Rồi, chị nào mà có ở trong livestream nè, mình nhanh tay comment và mình chia sẻ giúp em nha mấy chị nha. Hiện tại em lên rất là nhiều cho mình luôn nè. Đầu tiên em lên cho mình một cái bộ zoom rất là xinh nha chị mấy chị nha. Rồi đầu tiên em lên cho mình là một cái bộ zoom rất rất là xinh luôn nha mấy chị nha. Cho nên là chị nào mình đang trông chờ đồ thì mình nhanh tay lên giúp em nè. Để em lên những mẫu đồ xinh cho mình luôn nha mấy chị yêu nha. Cực kỳ nhiều những mẫu đồ xinh cho mình luôn. Cho nên là cho mấy chị dễ lựa chọn nha. Rồi hiện tại em mới thấy được có vài cái comment nè. Chị nào mà comment mà em chưa thấy mình nhanh tay comment lên liền giúp em nha. Chị nào mà comment bên em chưa thấy mình nhanh tay comment lại liên tục giúp em để cho em thấy, cho em đọc tên mình nha mấy chị nha. Tại vì có nhiều comment nó sẽ bị ẩn là em không có thấy được hết tất cả các comment của mấy chị đâu. Cho nên là mình comment liên tục giúp em nha. Hello chị Ngọc Bích nè. Rồi hello tất cả các chị ở trong livestream của em ngày hôm nay nha. Rồi ai vào nữa thì mình nhớ là comment giúp em và mình chia sẻ nha. Thì khi mà mấy chị chia sẻ bên em mới áp dụng chương trình là bán đầm, bán đồ 69.000 nha. Cho nên là mình lưu ý. Với lại là chị nào mà hôm qua mấy hôm kia mình chưa đặt được á thì mình nhanh tay vào cái livestream này giúp em nha mấy chị yêu nha. Vào cái livestream này để bên em lên đồ tiếp cho mình nha mấy chị nha. Đâu phải là lúc nào mình cũng không đặt được đâu, cho nên là mình lưu ý nha. Mình cứ vào livestream giúp em nha. Hello chị Thúy An nè. Rồi mấy chị ơi mình nhớ chia sẻ giúp em. Hello chị Kiều My luôn. Mình nhớ là chia sẻ giúp em nha. Hello chị Trinh Nguyễn nè. Chị nào mà chia sẻ thì bên em sẽ áp dụng chương trình cho mình nha. Bán 69k cho mình nha. Rồi, nói chung là em sẽ lên từ từ mẫu cho nên là mấy chị yên tâm ở yên trong livestream. Tại vì em lên rất là nhiều mẫu cho mình luôn. Mấy chị đừng có lo mà sợ hết hàng nha. Em thấy chị nào vì ước mơ nha, em thấy chị nha. Rồi, hiện tại em lên từ từ mẫu cho mình luôn nha mấy chị nha. Đây, ở mẫu đầu tiên luôn em lên là một cho mình một cái zoom. Thì chị nào đặt hàng đặt đúng cú pháp giúp em là số điện thoại khoảng trống. Mã số khoảng trống địa chỉ nha, phải có địa chỉ bên em mới ưu tiên chốt hàng nha. Hello chị Thùy Dương nào, có body đi tiệc nha chị nha, rất là nhiều cho nên là mình yên tâm.
Rồi, hồi nãy chị nào hỏi zoom đầu like thì bây giờ em lên trước cho mình một mẫu zoom nha. Mấy chị ơi mình nhớ chia sẻ giúp em nha. Đây em lên tiếp cho mình một cái mẫu zoom. Chất liệu của nó là chất thun cát nha chị nha. Đây ạ. Chất liệu của nó là chất thun cát nha mấy chị nha. Cái màu này là màu hồng phối với màu đen nha. Zoom đen và phối hồng nha mấy chị nha. Rất là xinh luôn đây nha. Hai bên hông nó có túi cho mình nha chị nha. Có kèm túi cho mình luôn nha mấy chị yêu nha. Đây ạ. Kèm túi luôn cho mình nha. Rồi, bộ này là zoom 52 kg đổ xuống nào là mặc vừa nha chị nha. 52 kg đổ xuống mặc vừa giúp em nào, vòng eo dưới 72 hoặc 73 giúp em nha. Đây. Zoom này mặc siêu xinh nha. Rồi, mã số là D240. Mã số là D240. Chị nào lấy nhanh tay để lại liền giúp em số điện thoại khoảng trống D240, khoảng trống địa chỉ giúp em nha chị nha. Hello Vân Anh này, hello chị Linh Chanel nè. Lên váy xè, ok, lát nữa em sẽ lên váy xè. Đây em lên cho mình trước một cái váy xè. Cái em đang mặc rất là xinh luôn, sale 69.000 nha chị nha. Đây. Xè nha, bên trong có quần phối ren cho mình nha chị nha. Bên trong là có một quần phối ren thế này nha chị nha. Bao xinh luôn ha mấy chị ha. Đây. Đây nha. Không có size lớn đâu chị ơi, tầm cỡ đó. Đây bên trong có quần phối ren cho mình luôn, cho nên là mấy chị yên tâm nha. Cực kỳ xinh, cực kỳ sang cho mình luôn nha. Đằng sau có khóa kéo nha mấy chị nha. Đằng sau có luôn khóa kéo cho mình, cực kỳ xinh, cực kỳ dễ thương luôn nha mấy chị nha. Đây ạ. Rồi, mã số cái zoom cái váy xòe em đang mặc là D235 nha chị nha. D235 có zoom dài nha chị nha. Rồi, cái váy xòe em đang mặc mã số là D235. Chị nào lấy nhanh tay để lại liền giúp em. D235 khoảng trống số điện thoại, khoảng trống địa chỉ giúp em nha chị nha. Số điện thoại khoảng trống địa chỉ giúp em. Rồi, nhanh tay mấy chị nha, nhanh tay nè, em qua mẫu rất là nhanh. Cho nên là mình cứ yên tâm, váy xòe, zoom, công chúa hay là gì rất là nhiều luôn nha mấy chị nha. Cho nên là mình yên tâm ở yên trên livestream. Ok, chị Kim Thoa đặt rất là nhanh nè, đầm em mặc chỉ có một màu rêu thôi chị nha, chỉ có một màu rêu thôi nha, không có màu khác nha. Rồi, tiếp theo chị nào mà hỏi đầm body đi tiệc. Chị nào hỏi đầm body đi tiệc, đây em lên cho mình một mẫu đầm đi tiệc cực kỳ sang cho mình luôn nha chị nha. Một màu trắng nha chị nha. Đây ạ, ở trên của nó là chất ren hai lớp nè, ở phần dưới của nó là thun cát nha chị nha. Đây, cổ yếm bao sang trọng luôn. Bộ này mặc lên cực kỳ sang nha mấy chị nha. Bộ cái body này mặc lên rất là sang nha chị nha. Đây nha mấy chị nha. Đây, đằng sau có khóa kéo nha chị nha. Đằng sau có khóa kéo. Rồi, mã bộ này 52 kg đổ xuống, vòng eo dưới 72 nha chị nha. 52 kg đổ xuống, vòng eo dưới 72 giúp em là vừa nha chị nha. Đây ạ. Đây. Rồi, mã số là D239 nha chị nha. D239. Chị nào lấy nhanh tay để lại liền giúp em. Số điện thoại khoảng trống D239, khoảng trống địa chỉ giúp em. Mẫu này body này mặc rất là sang nha chị nha. Cực kỳ sang luôn, ôm form ôm dáng cực kỳ chuẩn. 52 kg đổ xuống, vòng eo dưới 72 giúp em nha chị nha. Không có size lớn đâu. À, khoảng chừng cỡ là 52-53 kg đổ xuống thôi. Và vòng eo chắc chắn giúp em phải dưới 72 hoặc 73 giúp em thì mới vừa nha. Rồi, đầm body trắng mã số là D239. Chị nào lấy đầm body này nhanh tay để lại liền giúp em nè. D239 rất là sang cái body đó luôn nha mấy chị nha. Mặc lên body đó cực kỳ sang cho mình luôn. Cho nên là chị nào thích thì nhanh tay để lại liền giúp em. D239 khoảng trống số điện thoại khoảng trống địa chỉ nha. Em nó hợp cái bộ đó mặc xinh cực kỳ. Chị nào không lấy rất là tiếc nha chị nha. Chị nào không lấy bộ đó rất là tiếc luôn. Trời ơi thật đó, em muốn đi thay bộ đó ghê luôn á. Bộ em đang mặc là 52 kg đổ xuống, nhưng mà bộ em đang mặc hết hàng rồi nha chị nha. Ship tỉnh tất cả các tỉnh đồng giá là 30.000 nha chị yêu nha. Ship tất cả các tỉnh đồng giá là 30.000 nha. Bộ body đó là chị nào không đặt em nói hợp tiếc lắm nha chị nha. Rồi, tiếp theo em lên cho mình là một cái maxi nha chị nha. Em lên cho mình là một cái maxi nha. Rồi mấy chị ơi, ok. Rồi, bây giờ là mấy chị ơi, mình phải mua trên hai bộ, bên em mới ship nha chị nha, bên em mới ship nha. Rồi, tiếp theo em lên cho mình là một cái maxi. Đây, chất liệu của nó là von cao cấp nha chị nha. Von hai lớp nha chị nha. Maxi bèo nha, đây ạ, cực kỳ xinh cho mình luôn ha mấy chị ha. Đây. Đây nha. Rồi, ở dưới là có một lớp, hai lớp nha, lớp thun ở bên trong và lớp bon ở bên ngoài nha chị nha. Đây ạ. Đây. Rồi, bộ này là 52-53 kg đổ xuống, vòng eo dưới 72 hoặc 73 giúp em là vừa. Mã số là D236 nha chị nha. D236 nha, D236 nha chị nha.
Rồi em nói trước, bây giờ em đi thay cái body. Nếu mà chị nào mà không đặt cái body đó, em nói thật rất là tiếc nha. Em nói thật á, rất là tiếc, cái body đó mặc rất là đẹp á. Cái body màu trắng mã số là D239 nha. D239 nha chị nha, mặc rất là tiếc nha chị nha. Đúng rồi, D239 mặc rất là sang luôn á. Body trắng 69.000 chị yêu ơi, sale chia sẻ giúp em đi mới được có giá 69.000 nha. 69.000 cái bộ đó mặc rất là xinh, em thề luôn. Cái bộ đó mặc ôm form ôm dáng và chỉ còn một cái duy nhất. Em bán bình thường cái bộ đó là 230. Nhưng mà bây giờ em sale là còn 69.000 là mấy chị biết em lỗ cỡ nào rồi. Cho nên là mình lưu ý giúp em. D236 bao nhiêu? 69.000 chị ơi, đồng giá bộ nào cũng 69.000 hết. Bộ nào cũng 69.000 hết nha chị nha. Chị nào lấy để lại liền giúp em. Số điện thoại khoảng trống, mã khoảng trống, địa chỉ luôn giúp em. Ok, D239 cho chị Hân Hân nè, đó chờ mà mấy chị kêu mặc một cái là hết rồi ha. 60kg mặc không vừa nha chị nha. Rồi ok nè. D239 hiện tại hết nha. Rồi tiếp theo em lên cho mình là một cái đầm body thun nha. Body thun hiếm lắm em mới lên body thun cho mình, tại vì đa số toàn là body ren với body chất thun cát, hiếm lắm thì mới lên body thun cho mình nha chị nha. Đây nha. Rồi một body thun bẹp vai nha chị nha, có dây trắng luôn, có dây để mình khỏi bị tuột luôn nha mấy chị nha. Đây rồi, body thun rất là xinh luôn nha chị nha, đằng sau có khóa kéo. Bộ này 53kg độ xuống vừa, vòng eo dưới 73 giúp em là vừa nha. Vòng eo dưới 73 giúp em là vừa nha chị nha. Chất liệu của nó là thun nha chị nha. Rồi, nãy em giới thiệu vải rồi chị Chăm Chăm ơi, đảm bảo 69.000 chị mua về chị không ưng trả em. Rồi, em đưa địa chỉ một lần, nhưng mà chị lát nữa cái bộ sau chị đặt chị vẫn phải đưa em cái số điện thoại khoảng trống mã số địa chỉ đưa một lần ok, nhưng mà đặt hàng thì phải cho em xin cái mã số nha, điện số điện thoại mã số nha. Rồi tiếp tục em lên cho mình là một cái váy body nha. Mai có like ngày nào cũng like hết cho mấy chị nha. Rồi em lên cho mình là một cái váy body dạng như là body cúp ngực á. Chị nào hôm qua hỏi body cúp ngực á, với lại là mình đó là mình hỏi em là dạng đuôi cá. Đây nha chị nha, bẹt vai. Đây, có hai cái tay mình thọt vô giúp em nha chị nha, bao xinh luôn. Bộ này rất là xinh nha chị nha. Đây, đằng sau nó có khóa kéo, chất ren hai lớp, em đảm bảo luôn, bao ôm dáng. Cái bộ này mặc lên rất là xinh. Và 52kg độ xuống, vòng eo dưới 72 giúp em nha. 52kg độ xuống, vòng eo dưới 72 giúp em. Rất là xinh nha chị nha. Đây nha. Đây nha. Đây nha mấy chị nha. Đây, đảm bảo bộ này rất là xinh. Rồi, mã số là D245. D245 chị nào lấy nhanh tay giúp em nha. D245 chị nào lấy nhanh tay giúp em nè. D245 nha. Chị ơi, hàng sale chị ơi, em không có cho xem hàng trước đâu nha. Lỗi đổi bên em nha chị nha. Chứ mà hàng sale mà xem hàng trước thì sao nữa mà. Hàng sale có một cái à chị ơi. Em để quên điện thoại hả? Vậy hả? Tội nghiệp quá. Thôi mình đặt mẫu khác đi, không sao nha. À nếu mà không có gọi điện thoại là chưa có chốt được á chị Tú Phạm ơi, không có gọi điện thoại là chưa có chốt được nha. Rồi yên tâm đi mấy chị ơi, còn rất là nhiều mẫu cho nên là mình cứ yên tâm từ từ giúp em. Ok Anna Ngọc nè, đặt rất là nhanh luôn nha. Rồi tiếp tục. Rồi một mẫu đầm body bao sang tiếp tục màu đen, hồi nãy chị nào không thích màu trắng bây giờ em lên màu đen. Ngọc trai nha mấy chị nha, body ngọc trai đây. Cái tay này thì mấy chị sẽ là như thế này nè, đây nó sẽ lên vai như thế này nha mấy chị nha. Đây nó sẽ như thế này nè. Đây nha, nó sẽ lên vai như thế này. Đây, rất là xinh. Cổ của nó là dạng cổ yếm nha mấy chị nha. Cổ của nó là dạng cổ yếm nha mấy chị nha. Bao xinh, bao sang cái bộ này luôn. Chị nào không lấy bộ này rất là tiếc nha chị nha. Đây, 69.000 nha chị nha. Mà D245 hết trơn rồi, hết rồi. Đây, ở phần dưới của nó là dạng đuôi cá nha mấy chị nha. Đây, dạng đuôi cá rất là xinh luôn. Bộ này rất là sang. 69.000 đồng giá nha. Bộ nào cũng 69.000 hết nha mấy chị yêu nha. Bộ nào cũng 69.000 hết nha mấy chị nha. Cho nên là mình yên tâm đây nha. Rồi, mã số là D238 nha chị nha. D238. Ví dụ như là mình không thích cái dây này, mình cắt ra giúp em vẫn được nha chị nha. Mình thấy nó cồng kềnh quá, cứ cắt ra giúp em. Đây, cứ cắt ra giúp em rất là dễ luôn nha. Đây, rất là sang nha chị nha.
Yếm nha, đây. Rồi mã số là D238, bộ này mặc bao sang luôn. Em đảm bảo bộ này mặc rất là sang nha. Chị nào lấy nhanh tay giúp em D238 nha. Mỗi mẫu còn có một cái thôi nha. Hello chị Nhung Nguyễn nè. Hình như hàng hôm qua chốt rồi á chị ơi. Ok nè. Rồi nhanh tay nha, yên tâm đi, còn rất là nhiều mẫu xinh, mấy chị cứ yên tâm ở lại livestream. Rồi, một cái mẫu body cổ vét nha. Body cổ vét cực kỳ xinh luôn cho mình nha mấy chị nha. Đây, body cổ vét rất là xinh, không hề sexy nha. Mấy chị mặc lên đi không có bị sexy đâu nha. À nói số kỹ hả? Rồi ok chị Uyên Hoài nha. Chị Vân Việt ơi, mình đặt cái gì mà không có mã số gì hết trơn, bên em không ưu tiên đâu nha. Rồi, không có bị hở gì đâu nha mấy chị nha. Đằng sau có khóa kéo. Bộ này 53kg độ xuống, vòng eo dưới 73 giúp em nha. 53kg độ xuống, vòng eo dưới 73 giúp em. Đằng sau có khóa kéo. Có một cái dây buộc nơ làm điểm nhấn ở ngay eo luôn nha. Có dây buộc nơ làm điểm nhấn ngay eo luôn, rất là xinh. Rồi, mã số là D246, 53kg độ xuống, vòng eo dưới 73 nha. D246 nha chị nha, nhanh tay giúp em. Rồi, cho em xin số điện thoại, khoảng trống, mã, khoảng trống, địa chỉ giúp em. Đừng có đặt tùm lum. Đặt tùm lum là bên em không chốt được hàng nha. Rồi, nhanh nhanh nha. Mã số là 246, cái bộ nãy rất là sang. Cái bộ body đó mặc rất là sang nha mấy chị nha. Rồi, chị nào lấy thì mình nhanh tay nè. Rồi, chị nào lấy một, chị nào lấy cái bộ hồi nãy thì nhanh tay nha. Mã số là D246. Rồi bây giờ là có chị nào muốn em đi thay không? Để nhiều chị không tin đó là nói là cho xem hàng trước không, lỡ mặt không đẹp, mặt không giống em thì sao? Đây em cầm lên bộ nào, em hướng lên em đi thay cho mấy chị luôn. Bây giờ để em thay bộ này ha. Em thay bộ này cho mấy chị xem luôn để mấy chị biết được là các em bán 69.000 nhưng mà cái form đầm của em như thế nào và cái chất liệu của em như thế nào. Không phải em cầm lên mấy chị thấy như vậy đây, ai nói là đẹp. Mặt lên rất là đẹp nha, để em đi thay bộ này mấy chị chờ em một xíu nha, chờ em một xíu nha. Rồi, đây ha mấy chị ha, đây. Nhiều chị nghĩ là em bán mặc lên cho nó không có đẹp đâu. Thì bây giờ em thay luôn cho mình luôn nha mấy chị nha, đây nha. Em thay luôn cho mình. Cái bộ này là một cái váy xòe nha, bên trong có quần luôn. Cực kỳ xinh, lên form lên dáng rất là đẹp nha mấy chị nha, đây. Đằng sau có khóa kéo nha, bên trong có quần luôn cho mình. Lên form lên dáng không đẹp nữa thì thôi luôn á mấy chị ơi. Tại vì sao? Do là nhiều khi cầm lên mấy chị không có thấy được cái form đầm của nó. 238 hình như có chị đặt rồi á, chị Chăm Chăm ơi. 238 hả, hình như có rồi á. Rồi, mặc lên thì rất là đẹp nha chị nha. Rồi, cái mã số đầm của em đang mặc là D250. Chị nào lấy nhanh tay. Cái váy này nè, chỉnh vai nha chị nha, rất là sang luôn. D250 nha, mặc lên bao ôm da ôm dáng luôn. Rồi, mã số là D250. Chị nào lấy nhanh tay để lại liền giúp em nha. D250 nha chị nha. Mặc lên rất là đẹp mấy chị ơi, cầm đâu có thấy được hết cái form dáng đấy để làm sao. Mặc lên người thì em đảm bảo luôn, bao xinh, bao sang, bao ôm dáng, bao đẹp luôn. Cái nào ra cái đó, ví dụ như đầm suông thì da đầm suông. Còn những cái váy thì ở trên, cái váy xòe ở trên thì sẽ ôm, còn dưới thì nó xòe ra, rất là xinh rồi. Còn những cái đầm body thì mặc bao đẹp luôn, bao ôm dáng luôn, em đảm bảo với mấy chị điều đó luôn á. Rồi nha, cho nên là mấy chị yên tâm đi, lát nữa em hứng lên tự nhiên em thay nữa. Em hứng lên em thay nữa, cho nên là mấy chị yên tâm đi, đừng có nghĩ là hàng 69.000 là hàng mặc không được, hàng lỗi, hàng rách, hàng chất vải này kia. Cho nên là mấy chị yên tâm nha, em mặc lên cho mấy chị xem luôn để mấy chị khỏi có nghi ngờ, em đụng vô cái nào em thích em mặc luôn nha. Đó, mặc lên bao sang đây nè mấy chị ơi, 69.000 nha mấy chị nha. Mặc lên như vậy, form dáng như vậy, ai mà nói 69.000 em đảm bảo với chị luôn á, là bên trong có quần nha. Rồi, bộ của em hết hàng. Nhiều lắm, lát nữa mấy chị yên tâm đi, nhiều lắm. Đây nè, em lên cho mình một cái váy nữa nè. Đây, cái váy xòe này mặc rất là tay nha chị nha. Cái váy xòe này mặc cực kỳ tay luôn. Chị nào không lấy cái váy xòe này, em nói thật rất là uổng nha. Hết rồi, bộ em hết rồi, khỏi đứng nữa. Hết rồi, lát nữa em hứng lên em thay nữa bây giờ nè.
Rồi, một cái váy xòe bao tay luôn cho mình nha. Bộ này mặc lên rất là đẹp nha chị nha. Đây, cổ yếm, đính ngọc trai, chất liệu của nó là ren hai lớp, ở phần dưới là thun cát, đằng sau có khóa kéo. Mặc lên bộ này không tay, không lấy tiền luôn. Bộ này mặc lên ở phần trên ren nó sẽ ôm sát vô người của mấy chị. Ở phần xòe nó sẽ xòe ra nha chị nha. Rồi, cho nên là mấy chị yên tâm. Mã số là D251, bao tay luôn. Cái bộ này mặc lên bao sáng da, bao tay luôn. Đen mặc được, chị nào da ngâm mặc được, da trắng mặc đều được nha. Mặc lên rất là tay, mình make up lên nữa mình đi chơi đi tiệc em mới hợp bao xinh luôn á nha mấy chị nha. Rồi mã số là D251, chị nào lấy nhanh tay một cái duy nhất, một cái duy nhất nha, D251. Em thấy còn em thấy của chị Chí mình nha. Bộ em mặc hết, hết nha, hết rồi. Rồi ok, chào chị Lê Candy nè ha, đặt rất là nhanh luôn, bộ đó mặc đẹp lắm em nói thật. Bộ đó mặc lên rất là xinh, em nói thật chứ có thời gian là em thay hết luôn cho mấy chị xem. Mặc lên cái nào cũng đẹp hết. Ví dụ như lát nữa em cầm lên cái bộ nào á mà mấy chị thấy thích á, cứ khi em thay liền cho mấy chị xem nha. Và nói trước em chỉ thay được 1-2 bộ thôi. Tại vì sao em còn like rất là nhiều mẫu mà mấy chị kêu bộ nào em cũng thay hết, em thay không có được. Tại vì sao em có một mình em à, em like, em nói, em lấy đồ nữa cho nên là một mình em đi thay hết không có được. Chỉ lâu lâu một bộ thôi nha, đây. Rồi, tiếp theo một cái váy xòe tay cánh tiên. Bộ này mấy chị mặc rất là cưng, mặc rất là cưng luôn nha mấy chị nha. Đằng sau có khóa kéo, đây nha chị nha. Chất ren hai lớp, rất là xinh luôn. Tay cánh tiên như thế này nha chị nha. Đây, chất ren hai lớp nha chị nha. Rồi, mã 52kg đổ xuống. Vòng eo dưới 72, mã số là D248. D248 nha chị nha. D248, 52kg đổ xuống. Vòng eo dưới 72 là ok. Em thấy chị Ánh Sen đi nha. Có zoom chị yêu ơi, có zoom. Yên tâm đi, lát em lên từng mẫu cho mình. Rồi, tiếp theo một cái váy. Đây, một cái váy nha. À, đây một cái zoom giả váy. Chị Trang Lê ơi, mình đừng có chấm giúp em. Mình chấm như vậy, bên em hệ thống nó báo là Sì Ba nó sẽ tự lắp mình á. Mình đừng có chấm giúp em nha chị nha. Đừng có chấm gì hết á, đừng có trôi comment. Đây nha, một cái zoom. Một cái zoom giả váy nha chị nha. Zoom giả váy nha, zoom giả váy nha là sao? Đây, có giãn không chị? Để em xem lát có body thun không nha, để em xem nha. Đây, ở bên sau, ở bên dưới là quần, ở ngoài là có một lớp váy như thế này nha chị nha. Đây nha, đây, zoom dài để em xem lát có em mới lên được cho mình nha. Mình mà comment kiểu đó là lát bên em nó tự lóc á chị ơi. Đừng có comment cái nấm chấm như vậy giúp em. Đây nha, một cái zoom giả váy rất là xinh nha chị nha. Đây, cổ yếm, đây, rất là sang nha. Rồi, mã số là D243. Bộ này 52kg đổ xuống. Vòng eo dưới 72 giúp em. Mã số là D243. Chị nào lấy nhanh tay để lại liền giúp em nha. D243 nha. Em thấy chị Hà Thu nha. Cái zoom màu trắng hồi nãy là D243. Mặc zoom đó rất là xinh nha chị nha. Rồi, zoom là 2D243. Zoom đó sang lắm nha, màu trắng. Ok, chị Hiền KK đặt nhất là nhanh nè. Rồi, đây body này thì hơi giãn nè chị ơi. Body này hơi có thun đuổi thun nè. Chất liệu của nó là ren, nhưng mà ren thun nha chị nha. Đây, còn mạc luôn cho mình nè mấy chị ơi. Còn cả mạc luôn nha chị nha. Còn cả mạc, đây. Xinh cực kỳ, cái bộ này hình như là hôm kia em có mặc rồi. Mặc đầu like luôn. Mặc đầu like luôn, nhưng mà có nhiều chị đặt lắm. Nhưng mà hiện tại là cái bộ đó hết. Nhưng mà bây giờ ở đây nó sót lại một bộ. Chị nào lấy nhanh tay nha. Đây, cái bộ này hôm bữa em mặc rồi, em mặc ở đầu like luôn. Em mặc ở đầu like luôn đây nha chị nha. Đây, 69.000 nha, 69.000, bộ nào cũng 69.000 hết nha. Đây nha chị nha. Rồi, mã số là D237. Bộ này em không nói nhiều được, tại vì em có mặc rồi. Mã số là D237 nha. D237 nha chị nha. D237 nha chị nha. Rồi, chị nào lấy nhanh tay D237. 53kg, 54kg đổ xuống vừa. Rồi, sao bô trang cá nhân chị? Ủa sao vậy? Chị đang like mà sao lại không thấy được? Em đang like mà sao lại không thấy được ta? Rồi, cái bộ váy body vừa qua là D237 nha. Chị Hoa Lê có địa chỉ chưa ha? Hoa Lê nè, có địa chỉ chưa? Rồi,
Tiếp theo, một cái váy xòe, bộ này mấy chị mặc đi chơi, đi dạo rồi này kia cực kỳ xinh luôn nha chị nha. Hôm qua có nhân viên chốt hàng cho mình chưa chị Hoa Lê? Nếu mà đã có nhân viên chốt hàng rồi có nghĩa là đơn đã đi rồi nha. Đây, một cái váy xòe nha mấy chị nha. Cổ của nó dạng như là cổ yếm nha chị nha. Đây, đàm em đang mặc hết rồi, hết rồi. Đây nha, đây nha mấy chị nha, đây nha chị nha, một cái váy xòe rất là xinh, ở dưới là ren hai lớp. Đây, màu đỏ đô, màu này mặc lên bao sáng da nha chị nha, mặc lên bao sáng da. Rồi, mã số là D244, chị nào lấy nhanh tay để lại giúp em số điện thoại khoảng trống D244, khoảng trống địa chỉ 52-53 ký đổ xuống vừa nha. Vòng eo dưới 73, ship tỉnh 30.000 nha chị nha, ship tất cả các tỉnh đồng giá là 30.000 nha. Xếp tất cả các tỉnh đồng giá là 30.000 giúp em nha. Rồi, mã số hồi nãy là D244 nha, rất là xinh đó. Rồi, tiếp tục em lên cho mình là một cái đầm body nhưng mà nó đắp chéo hai bên tay như thế này, bao xinh luôn. Đây nha chị nha, dạng cúp ngực nhưng mà nó có đắp chéo hai bên tay như thế này. Trời, cái này em không biết đưa lên sao khó cầm á. Rồi nó sẽ đắp chéo hai bên tay, mấy chị về chỉnh lại giúp em. Nó đắp chéo qua như vậy nè. Đây, để em từ từ cho em xíu thì nó mới ra cái dáng đầm của mình nha chị nha. Rồi, nó sẽ đắp chéo hai bên tay như thế này nha. Về mặt lên thì chỉnh lại giúp em, mặt lên chỉnh lại giúp em, nó sẽ ra cái form đầm liền nha chị nha. Rồi, mã số là D249 nha, D249, chị nào lấy nhanh tay giúp em. Body nha chị nha, 52 kg đổ xuống, vòng eo dưới 72 giúp em vừa. D249, chị nào lấy nhanh tay giúp em nha. Có đầm hung có nha chị nha. Rồi, cái đầm body này là chất liệu hung cát nha chị nha. Chị nào lấy nhanh tay giúp em, mã số là D249 nha. Có zoom, nãy giờ em qua 2-3 mũi zoom luôn á, chờ giúp em một xíu. Em thấy chị Ngọc Nguyễn nè. Rồi, tiếp theo, đây. Rồi, cái bộ này là bao xinh luôn, váy công chúa nha mấy chị nha. Váy công chúa, chất liệu của nó là ren lưới nha chị nha. Đây, ren lưới nha chị nha, rất là xinh luôn. Đây nha, hai lớp nha, bên trong là một lớp thun, bên ngoài là một lớp lưới. Đằng sau có khóa kéo nha chị nha, đằng sau có khóa kéo cho mình luôn. Đây nha chị nha, rất là xinh nha. Rồi, bộ này 52 kg đổ xuống giúp em, 52 kg đổ xuống, vòng eo dưới 72, mã số là D254 nha chị nha, D254 nha chị nào lấy nhanh tay giúp em. D254 nha chị nào lấy nhanh tay giúp em. Có set rồi đúng không, đồng giá 69.000, đúng rồi, giờ set rồi, em lên set rồi đây. Lát nữa em lên set rồi liền, không biết bộ này phải set rồi không đây nè. Rồi, chị nào hỏi zoom dài, chị nào hỏi hồi nãy mình hỏi cái zoom dài gì á, chị gì quên mất tiêu rồi, hình như là chị gì ta, chị gì hỏi zoom dài, đây lên một cái zoom dài cho mình nha chị nha. Zoom dài rất là sang, bộ này cực kỳ sang. Và bộ này 52-53 kg đổ xuống vừa, vòng eo dưới 72 hoặc 73 giúp em nha. Vòng eo dưới 72 hoặc 73 giúp em là vừa nha chị nha. Đây nha chị nha, zoom nha. Đây, zoom nha chị nha, zoom dài nha. Đây, đằng sau có khóa kéo. Rồi, mã số là D256, D256, chị nào lấy nhanh tay giúp em cái zoom nha, D256 nha chị nha. Rồi, chị nào lấy cái zoom đó nhanh tay giúp em nè, D256 nha. Đó, nãy chị nào hỏi cái zoom dài đó, bây giờ không thấy đâu mất tiêu. Chị Ngọc Nguyễn ơi, bây giờ chị hỏi đã chốt cho ai rồi, em thật sự không biết. Tại vì hồi nãy giờ rất là nhiều comment luôn, em đâu có trả lời được hết đâu. Em không có thấy comment, nãy giờ em không có đọc comment, đọc có vài cái à. Rồi, chị nào mà hồi nãy giờ hỏi là 55 kg đổ xuống vừa hay không, đây, cái bộ này dành cho những chị nào 55 kg đổ xuống. Và bộ này mua được 1, được 3 nha. Đây, kèm áo 2 dây, kèm váy 2 dây thun. Đây nha, kèm váy 2 dây thun nha mấy chị nha. Đây, váy 2 dây thun và kèm cả áo lưới bên ngoài cho mình luôn nha chị yêu nha. Đây, kèm cả áo lưới bên ngoài luôn cho mình nha. Đây ạ. À, đây,
ở dạng như là Babydoll á, ở phần dưới eo á là có độ co giãn nha. Đây cái này là R nha chị nha, đây hai set R luôn đây nha chị nha, đây đây kèm cho mình luôn, mặc bên trong cái này, mặc bên trong cái này, mặc bên ngoài, và kèm luôn cho mình một sợi dây hắc nơ eo nha chị nha. 55 kg đổ xuống vừa giúp em, bộ này mã số là D253, bộ này D253 bao xinh luôn á chị ơi, mặc lên xinh cực. D253 chị nào lấy nhanh tay để lại liền giúp em nha. D253 41 kg, mặc mẫu nào bên em cũng vừa nha chị nha. D253 cái bộ vừa qua nha chị nha, chị nào lấy nhanh tay, bộ đó mặc xinh cực kỳ, bầu bì 2-3 tháng mặc được. Và cái bộ đó 55 kg đổ xuống mặc được. Ok chị Nga, hàng này em thấy đặt rất là nhanh ha. Tiếp nè. Ok, mấy chị yên tâm đi, còn nhiều lắm, mình yên tâm giúp em. Rồi tiếp tục nha, đây một cái dạng Babydoll 55 kg đổ xuống vừa tiếp, 55 kg đổ xuống vừa tiếp nè mấy chị yêu ơi, đây rất là xinh. Nhìn nó như thế này thôi, về ủi giúp em sơ một phát, ủi giúp em một phát, sau đó mặc lên bao xinh luôn nha mấy chị nha. Đây dạng Babydoll nha mấy chị nha, Babydoll rất là xinh luôn. Đây màu xám nha, đây chất liệu của nó là von mềm mịn nha chị nha, von mềm mịn nha, đây ạ. Rồi 55 kg đổ xuống nha. Rồi mã số là D252, chị nào lấy nhanh tay. D252 một cái duy nhất, chị nào lấy nhanh tay nha. D252 nha chị nha, chị nào lấy nhanh tay giúp em nè, D252 nha. Rồi D252 chị nào lấy nhanh tay giúp em nha. Không có xem lại được đâu chị ơi, mỗi cái em có một bộ em quay rất là nhanh. Rồi chị nào hỏi xếp bộ mà tầm 53 kg đổ xuống có nha. Đây một em lên một cái xếp bộ cho mình nha. Bộ này bên em bán nói chung á là cháy hàng kinh khủng luôn, mà hiện tại còn sót lại một cái thôi nha chị nha. Đây ạ, chất liệu của nó là thun cát. Xem nữa hả? Rồi em lên một cái xếp bộ nè. Rồi đây tay áo của nó là dạng lưới nha mấy chị nha. Tay áo dạng lưới có bo phần dưới này nè. Đây có bo phần cổ tay nha mấy chị nha. Đây có bo phần cổ tay như thế này nha mấy chị nha, đây ạ. Rồi ở trên của nó là dạng vét, nhưng mà mấy chị ơi không bị hở. Chị nào sợ hở mình về mình may một cái nút bấm của áo dài á, mình bấm vô luôn giúp em như thế này cho nó định vị luôn nha. Đây áo và kèm cả chân quần, kèm cả quần nha mấy chị nha. Đây kèm cả quần có túi nha, kèm cả quần có túi, 53 kg độ xuống vừa nha chị nha. Đây kèm cả quần có túi. Đây, rồi 53 kg đổ xuống, mã số là D257. D257. Bộ này bình thường em bán với giá là 250, nhưng mà hôm nay còn một bộ sale luôn là 69.000 là bên em lỗ luôn. Nhưng mà chị nào đặt thì đặt nhanh tay mới có nha, có một bộ thôi à. Mã số là D257, 53 kg đổ xuống vừa nha. Xinh lắm, mặc lên xinh cực mấy chị ơi, mặc lên bộ đó xinh cực. Rồi à mấy chị ơi, chị nào thích áo khoác thì mình ở lại livestream giúp em một xíu, em lên cho mình áo khoác nha. Áo khoác đang sale rất là rẻ. Áo khoác đang sale cực kỳ rẻ luôn nha chị nha. Lát em lên cho mình áo khoác nha. Có set hay đầm nào phù hợp? À rồi chị Kim Lan Nguyễn, mình chờ giúp em một xíu để em xem nha, để em xem. Có một bộ không ship, một bộ không ship, mua hai bộ trở lên giúp em. À, lát em lên đầm. Rồi đây nha mấy chị nha, một cái đầm xinh cực này, cái này phù hợp với bé 15 tuổi đây ha chị ha, rất là xinh luôn. Rồi đây nha, mã số là D241, một cái váy suông á, cái váy dạng suông á, rất là xinh luôn. Màu hồng phấn nha mấy chị nha, màu hồng phấn nha mấy chị nha, đằng sau có khóa kéo. Bộ này là 52-53 kg độ xuống vừa nha, 52-53 kg độ xuống vừa giúp em nha chị nha. Đây ạ, rạng như là nó phồng 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 ra cực kỳ xinh cho mình luôn nha chị nha. Đây đây nha. Rồi mã số là D241, chị nào lấy nhanh tay để liền giúp em nha. D241 nha chị nha. Zoom rồi để em xem, tại vì em bóc như thế này nè, em không biết zoom hay là váy nè, em bóc đại á. Không biết đó chị.
chị nào thích áo khoác không ha? Chị nào mà mình đang trông chờ áo khoác á, mình comment lên giúp em nha. Chị nào mà đang trông chờ áo khoác á, mình comment lên giúp em nha mấy chị yêu nha, để em lên áo khoác nha. Trông chờ áo khoác thì comment lên cho em nha. Rồi. Rồi tiếp tục nha. Rồi em lên cho mình làm một cái set yếm nha. Đây. Đây em lên cho mình một cái set yếm nha mấy chị nha. Đây. Đây set yếm dùm yếm nha chị nha. Đây ạ. Dùm yếm nha, bên trong có quần nha. Đây. Kèm luôn cả áo cho mình nha, kèm luôn cả áo thun sọc cho mình luôn. Đây mấy chị nha. Đây như thế này. Rồi kèm luôn cả áo thun sọc cho mình nha chị nha. Đây nha mấy chị nha. Đây. Rồi bộ này 52-53kg độ xuống vòng eo dưới 73 giúp em. 52-53kg độ xuống vòng eo dưới 72 hoặc 73 giúp em. Mã số là D259. D259 nha. Yếm nha, D259 chị nào lấy nhanh tay, áo khoác hả? Rồi bây giờ là em lên một hai bộ nữa, em lên áo khoác ha. Em lên áo khoác ha. Rồi một hai bộ nữa nha. Một hai bộ nữa em sẽ lên áo khoác cho mấy chị yêu nha. Ok. Xét yếm đó hả? 55kg hả em? 55kg mà chị cao một mét mấy? Chị cao một mét mấy? Chị cao một mét mấy nè. Rồi một cái váy form dài này rất là xinh nè mấy chị yêu ơi. Một cái váy form dài rất là xinh nha chị nha. Đây màu vàng nghệ, vàng nghệ. Cái bộ này em bán em nói thật với chị luôn là 149.000 là đã sale. Nhưng mà hôm nay bên em sale luôn là còn 69.000 một cái duy nhất. Đây nha mấy chị nha, váy nha. Đây vàng nghệ mặc lên rất là sáng da nha chị nha. Bộ này 53kg độ xuống giúp em nha. 53kg độ xuống giúp em rất là xinh nha chị nha. Đây nha, mặc lên cực kỳ xinh luôn, còn tem luôn, còn mạc luôn cho mình nha chị nha. Đây còn tem còn mạc luôn cho mình nha, cực kỳ xinh luôn nha mấy chị nha. Đây ạ. Đây rồi chị nào lấy cái váy này nhanh tay để là điểm em nè. D261 khoảng trống, số điện thoại khoảng trống, địa chỉ. Thôi bị xinh cái zoom này, cái váy vàng nha chị nha, cái váy vàng áo khoác ha. Rồi ok em chờ em lên bộ này nữa, em lên áo khoác cho mấy chị luôn nha. Bộ này nữa em lên áo khoác nha. Rồi áo khoác biết nó quăng ra mất tiêu rồi. Rồi một cái máy váy sơ mi chất liệu của nó là thun nhưng mà nó là một màu là xanh lá mạ. Thì do là cái màu xanh này em đảm bảo rất ít là chị mặc, nhưng mà mặc lên rất là xinh nha. Cái bộ này nè, đây zoom nha, váy nha. Đây một cái váy nha chị nha, váy sơ mi màu xanh lá mạ nha chị nha. Ở ngoài nó không có sáng dữ như vậy đâu, ở ngoài nó màu xanh lá mạ nha chị nha. Đây nha, có một cái dây buộc eo luôn nha mấy chị nha. Đây như thế này. Rồi rất là xinh nha mấy chị nha. Bộ này mã số là D260. D260 53-54kg độ xuống 10 giúp em. D260 53-54kg độ xuống 10 giúp em. Rồi đây em lên áo khoác cho mình nha. Áo khoác có 3 màu, màu đen, màu hồng và màu trắng. Ủa sao gì chị? Ủa? Em Phương. Ui. Rồi. Rồi, chờ em một xíu, chờ em một xíu. Chờ em một xíu nha, để em lên áo khoác nè, em đang coi mã. Rồi em lên áo khoác cho mình nha chị nha. Hôm qua đặt đi chưa hả chị ơi? Đã có nhân viên gọi điện thoại chốt hàng cho mình chưa? Nếu mà đã có nhân viên gọi điện thoại chốt hàng cho mình rồi là hàng đã đi rồi nha chị nha. Rồi mã số nha chị nha. Rồi em lên áo khoác luôn cho mình nha. Đây em lên áo khoác luôn.
Đây nha, áo khoác thì nó có ba màu cho mình nha, là màu trắng, màu đen và màu hồng nha chị nha. Màu trắng, màu đen và màu hồng nha chị nha. Đây ạ, hai ba màu. Đây. Rồi ba màu cho mình nha. Có là áo khoác xong em like đầm tiếp nha mấy chị nha, cho nên là mình yên tâm. Rồi em lên cho mình là một cái áo khoác rất là xinh luôn. Thì cái này em bán với giá là 119.000, đang sale 119.000 nha mấy chị nha. Sale là còn 119.000. Đã sale rồi đó, chứ bộ này, áo khoác này em bán tới giá là 220 lận. Và bên ngoài không có giá rẻ như bên em đâu, đảm bảo. Đây mấy chị ơi, mấy chị nhìn form áo khoác nào rất là xinh nha. Có túi nè nha, có hai bên hông luôn, có cả tay xỏ ngón luôn nha mấy chị nha. Đây tay xỏ ngón luôn cho mình nha, có cả nón. Và mấy chị ơi, có cả túi bên trong luôn nha chị nha. Đây có cả túi bên trong luôn cho mình nha. Đây rất là xinh. Đây ạ, cực kỳ xinh luôn. Và áo khoác này em sale đúng một ngày duy nhất nữa thôi. Hôm qua đã sale rồi và hôm qua đi đúng là 50 cái. Hôm qua mấy chị ủng hộ em là áo khoác là tới 50 cái lận, cho nên là hôm nay còn có vài cái à. Cho nên là mấy chị ơi, em sale hết hôm nay nữa là không sale áo khoác nữa nha chị nha. Đây, chất liệu của nó là thun nha chị nha, thun như áo khoác bình thường á. Áo khoác của mấy chị mặc thun thì áo khoác của em cũng là thun luôn, y chang như những cái bộ ngoại luôn. Và cái bộ này áo khoác mấy chị ra ngoài mua đi ít nhất là 230-240 đổ lên, không có giá 119.000 đâu nha mấy chị nha, không có giá 119.000 đâu, em đảm bảo với mấy chị luôn. Đây nha mấy chị nha, đặt sau đây nha. Rồi ở phần dưới nó cũng có bo luôn nha mấy chị nha, khóa kéo và có tay xỏ ngón luôn. Chị nào mà chạy xe á thì mình dùng những cái này nè, cho mấy chị là khỏi bị chai tay là cái thứ nhất nè, nắng nữa là cái thứ hai nha mấy chị nha. Rất là xinh luôn. Và nó có ba màu cho mình lựa chọn nha, là màu hồng, màu trắng và màu đen nha chị nha. Đây màu hồng đây nha mấy chị nha, và màu đen, ba màu đây nha, màu hồng, màu trắng và màu đen cho mình luôn nha chị nha. Rồi màu hồng, màu trắng và màu đen nha chị nha. Đây Tommy nha chị nha, áo khoác Tommy rất là xinh luôn. Đây nha, kèm cả túi, kèm nón và có cả sọ ngón luôn. Và áo khoác này em nói trước bao giá thị trường luôn, bên ngoài không cỡ nào mà có giá 119k hết nha mấy chị nha. Không, bên ngoài không có giá nào 119k cái bộ này đâu, áo khoác này đâu nha mấy chị nha. Đây đây nha, rất là xinh luôn cho mình nha. Rồi mã số cái áo khoác này là 1105 nha chị nha. Chị ơi, chị Trúc Thanh ơi, mình lấy áo đen áo khoác đúng không, mình cho em xin sực mã số là 1105 nha chị nha. Số điện thoại khoảng trống 1105 khoảng trống màu giúp em nha chị nha, ba màu cho mình nha. Đây anh hai tiếp tục màu đen luôn nha. Đây đây nha, em thay màu đen cho mấy chị xem luôn nha, em thử ba màu luôn ha cho mấy chị dễ lựa chọn nha. Màu đen, màu trắng và màu hồng, màu nào cũng xinh hết nha mấy chị nha, màu nào cũng rất là xinh, cho nên là chị nào thích màu nào thì mình nhanh tay lên giúp em nha. Áo khoác này là 55kg đổ xuống giúp em nha, 55kg đổ xuống. Ok chị Hiền KK 1105 nè, màu đen. Ok chị Trâm, màu trắng nè. Ok chị Trâm cỏ dại 1105 màu đen. Nói chung ok, là ai mặc màu hồng luôn nha. Đây mấy chị ơi, rất là xinh. Và áo khoác này chống nắng và 119.000 bao giá thị trường. Ok chị Nguyễn An Ly 1105 trắng 119.000. Chị Trúc Thanh ơi, cho em xin số điện thoại đi, 1105 đen cho em xin số điện thoại. Ok chị coi kẹo nè, 1105 trắng nha, cực kỳ xinh cho mình luôn. Đây nha mấy chị nha, kèm cả nón luôn. Đây chị nào đi ngoài nắng á, đây mũ đây em đội được cả đầu hơn luôn á, mà tại em búi tóc á, em búi tóc á nha mấy chị nha, cho nên là nó còn đội hơi bị lỡ, chứ mà mấy chị á không búi tóc á nó đội xuống đây luôn á. Đây nha mấy chị nha, đi nắng mình chùm lên như thế này thôi, mình đội cái nón bảo hiểm vô nữa giúp em là bao chống nắng luôn nha mấy chị nha, bao chống nắng luôn. Và cái áo khoác này đảm bảo mấy chị luôn, mua về mình cầm ra chợ mình hỏi coi người ta bán bao nhiêu, bộ này ít nhất, cái áo khoác này ít nhất là cho rẻ lắm ở ngoài chợ, rẻ lắm ở ngoài chợ là tầm 180-190 rồi đó mấy chị ơi, ngoài chợ ít nhất là tầm 180-190 rồi, không ở đâu mà rẻ như bên em mà 119.000 đâu mấy chị ơi, em đảm bảo luôn nha mấy chị nha. Đây rất là xinh luôn, tay nè có cả sọ ngón cho những chị nào hay chạy xe đây có sọ ngón nha mấy chị nha, có sọ ngón rất là xinh luôn, có cả túi cho mình luôn nha mấy chị nha. Đây có cả túi cho mình luôn nha mấy chị nha, rất là xinh.
Đây, rồi chất liệu của nó là thun 55kg độ xuống giúp em nha. Áo khoác 55kg độ xuống, 55-56kg gì đó độ xuống giúp em nha các chị nha. Đây nha. Rồi, bây giờ là em thử màu hồng luôn cho mấy chị coi nha. Hồi nãy đã có chị kia em thử màu hồng. Em thử màu hồng luôn cho mấy chị xem, màu nào cũng xinh hết. Chị nào thích màu đen thì lấy màu đen. Ví dụ như là chị nào mình hay sử dụng kem á, mình muốn ủ kem á, thì mình lấy cái này cũng rất là xinh nha chị nha. Lấy cái áo khoác này về ủ kem nè, mình đi nắng rồi nè. Không phải da cá chị ơi, chất liệu của nó là thun mà. Thun mịn lắm luôn nha chị nha, mịn lắm. Đây, không phải da cá. Thun da cá là nó mỏng tanh nè, thun da cá nó mỏng tanh nè. Đổi được màu nha. Chị Lê Candy ơi, khoác màu trắng, chị cho em xin cái mã số là 1105. Mã số là 1105 giúp em nha chị nha. 119.000 đang sale nha. Đây em thử màu hồng lên cho mấy chị xem nha. Đây nha, màu hồng đây nha mấy chị nha. Đây em thử màu hồng lên cho mấy chị xem. Đây nha, màu hồng đây nha mấy chị nha. Kèm túi luôn, kèm dây cho mình như thế này nha. Kèm cả túi trong luôn nha mấy chị nha, rất là xinh. Đây. Đây nha mấy chị nha. Rồi chị nào lấy bộ này nhanh tay nha. 1105 khoảng trống, số điện thoại khoảng trống, màu và địa chỉ. Chất liệu của nó là thun nha chị nha, thun nha, thun. Đây, chất liệu của nó là thun nha. Rồi chị nào lấy bộ này nhanh tay để lại liền giúp em. 1105 khoảng trống, số điện thoại khoảng trống, màu và địa chỉ giúp em nha. Đây. Đây nha, hôm qua em bán có 15 phút thôi, 15-20 phút gì à, mà em bán 50 cái áo khoác là mấy chị hiểu là cái độ hot của nó cỡ nào ha mấy chị ha. Rất là hot luôn nha mấy chị nha, cho nên là chị nào thích thì mình nhanh tay nha. Rồi, bây giờ là chị nào lấy áo khoác nữa cứ để lại giúp em là số điện thoại khoảng trống 1105 khoảng trống màu giúp em nha, và địa chỉ luôn giúp em nha mấy chị nha. Ok, chị Ngọc bất nào 1105 hồng này cho em xin địa chỉ luôn nha. Rồi, chị nào lấy áo khoác nữa thì mình nhanh tay đặt hàng đúng cú pháp giúp em để nhân viên bên em chốt hàng nha chị nha. Đặt hàng đúng cú pháp giúp em thì mới có đơn hàng cho mình nha. Rồi, mã số áo khoác là 1105 nha mấy chị nha, 1105 nha. Rồi, bây giờ là em sẽ like một hai bộ nữa là em sẽ up live stream nha. Cho nên là mấy chị ơi, chị nào mà mình đang muốn có đầm thêm thì mình vào nha. Ok, chị Suka hẳn nha. Đầm em đang mặc hết rồi chị ơi, hết nha. Rồi, em lên cho mình là dạng một cái đầm dấu quần á, đầm sơ mi mà dạng dấu quần nha mấy chị nha. À rồi, đây một cái đầm sơ mi dạng dấu quần nha chị nha. Cái này mấy chị có thể là mấy chị có thể là mình mặc thành áo cũng được luôn. Đúng rồi, nếu mà hôm nay đặt có hàng thì thứ hai mới ship nha. Ok, chị Đỗ Hoa 1105 màu đen nha. Rồi áo sơ mi nha chị nha. Đây, cái này mấy chị mà có thể là mặc thành áo hoặc là có thể mặc dấu quần đều được nha. Đây. Áo hoặc dấu quần đều được. Hello Dư Hậu Hậu nè. Rồi mã số là D247 nha. D247. D247, chị nào lấy bộ này nhanh tay để lại liền cho em nha. Số điện thoại khoảng trống D247 giúp em nè, khoảng trống địa chỉ nha, D247 nha. Áo khoác 119.000. Rồi em lên tiếp cho mình một cái maxi nha mấy chị nha. Đây, một cái maxi chất ren, ở dưới là bone hai lớp nha chị nha, cổ yếm. Đây nha, ren hai lớp, ở phần dưới của nó là bone, bên trong là có một lớp thun nha chị nha, rất là xinh luôn. Bộ này mấy chị mặc đi chụp hình nè, đi biển hay đi dạo đồ này kia rất là xinh. Hay là mình mặc đi tiệc tùng đồ này kia, mình mang guốc lên nữa rất là xinh nha mấy chị nha. Đây, maxi ren nha mấy chị nha. Đây.
Rồi, mã số là D270 nha chị nha. D270, 52kg đổ xuống vừa, vòng eo dưới 72 giúp em nha. D270, 52kg đổ xuống vừa, vòng eo dưới 70 giúp em là ok nha. Vậy hả chị Thúy Huyền ơi, chị cho em xin số điện thoại khoảng trống lấy sỉ. Ủa Phương, mình có cho lấy sỉ rồi. À hàng sale em sợ là chưa có lấy sỉ được nha mấy chị nha, để em xem coi như thế nào nha. Để từ từ đi, từ từ em nhập về số lượng lớn thì em mới lấy sỉ được. Còn bây giờ hàng sale không à, cao 1m48 vừa nha. 1m48 vừa nha chị nha. Rồi đây em lên cho mình là một cái váy xòe nha chị nha. Đây em lên cho mình là một cái váy xòe nha mấy chị nha. Đây ạ, chất liệu của nó là ren nha, tay của nó là tay lỡ nha chị nha. Đằng ở chân váy của nó đây nha mấy chị nha. Đây ren hai lớp nha, đằng sau có khóa kéo nha chị nha. Đằng sau có khóa kéo cho mình luôn nha mấy chị nha. Đây ạ, rồi mã số là D269 nha. D269 chị nào lấy nhanh tay giúp em nha. D269 nha chị nha, đây rất là xinh. Rồi D269 chị nào lấy nhanh tay giúp em nha. Váy rất là xinh luôn, bộ này hôm qua em có mặc luôn á. Bộ này hôm qua em có mặc rồi. Và còn sót lại một bộ đó nữa đó, cho nên là chị nào lấy thì mình nhanh tay nha. Ok chị Trương Nguyễn nha. Rồi em lên cho mình một cái set đây nè mấy chị ơi. Em lên cho mình là một cái set đây ha mấy chị ha. Kèm cả áo bèo như thế này nha chị nha. Đây kèm cả áo bèo như thế này nha. Đây ạ, đây nha mấy chị nha. Kèm cả áo bèo như thế này nha mấy chị nha. Đây ạ, kèm áo bèo như thế này. Và kèm cho mình luôn một cái quần ống rộng nha chị nha. Kèm luôn cho mình một cái quần ống rộng. Và kèm cả áo bầu thun màu trắng như thế này luôn nha. Rất là xinh. Đây kèm cho mình cái quần ống rộng luôn nha mấy chị nha. Set. Rồi mã số là D258. D258 là cái set này nha. Chị nào lấy nhanh tay để lại liền giúp em. D258 khoảng trống số điện thoại, khoảng trống địa chỉ nha. D258 ha. Bộ em đang mặc hết. Rồi tiếp theo em lên cho mình là một cái váy maxi cổ yếm. Một cái váy maxi cổ yếm cũng rất là xinh. Đây đây mấy chị ơi, cái này là nó có dây lại á, mấy chị về mấy chị thu vô giúp em nha. Nó buộc lại á, mấy chị mình về mình tháo ra rồi mình buộc lại giúp em nha chị nha. Đây có dây nha mấy chị nha, mình về mình cứ tháo ra mình buộc lại giúp em. Đây dạng yếm như thế này nha, do là ai rồi tự nhiên buộc ở này, mình tháo ra mình buộc lại giúp em là ok nha. Đây mình về mình tháo ra. Rồi một cái váy rất là xinh luôn. Em mặc 1m6 là dài ngang bắp chân. 1m6 em mặc dài ngang bắp chân nha chị nha. Đây ren hai lớp, von hai lớp, bên trong có một lớp thun, bên ngoài là bóp von. Mã số là D268. Bộ này 54kg đổ xuống mặt vừa. D268 nha chị nào lấy nhanh tay. D268. Rồi D268 nha chị nào lấy nhanh tay nha. Rồi, à, một cái zoom cho mình đây, zoom cổ yếm nha chị nha, zoom yếm. À không, không, cái này là đầm body nha chị nha. Đầm body không phải zoom, em lộn. Ở trên của nó có phối ren và ở dưới của nó là chất thun cát nha chị nha. Đây, váy đầm body nha chị nha, đầm body nha mấy chị nha, yếm nha, rất là xinh luôn nha mấy chị nha. Đây ạ, yếm nha. Rồi, bộ này 52-53kg độ xuống vừa, vòng eo dưới 73 giúp em. Mã số là D262. D262 chị nào lấy nhanh tay giúp em nha. D262 nha mấy chị nha, một cái đầm body đen nha, chị nào lấy nhanh tay. D262 nha. Rồi một cái maxi yếm tiếp đây, maxi yếm màu đen nha chị nha. Đây ở trên là ren cổ yếm, ở phần dưới của nó là von nha chị nha, bên trong có một lớp thun nha.
bên trong là quần luôn á, quần luôn. Ở bên ngoài là vôi một lớp, ở trên cổ yếm là ren, đằng sau có khóa kéo. Bộ này 52 kỹ độ xuống vòng eo dưới 72 giúp em. 52 kỹ độ xuống vòng eo dưới 72 giúp em nha. Mã số là D267. D267 nha mấy chị nha, chị nào lấy nhanh tay giúp em nha. Rồi mấy chị ơi, bây giờ em sẽ up livestream luôn. Thì hẹn gặp tất cả các chị vào 5 giờ ngày mai nha, 5 giờ ngày mai nha. Em ốp rồi mấy chị ơi, em gặp hẹn gặp tất cả các chị vào 5 giờ ngày mai em like tiếp tục nha mấy chị nha. Cho nên là mấy chị ơi mình bấm theo dõi Phan Trần Linh Đan giúp em, để ngày mai em like mấy chị vào tiếp nha. Em like mấy chị vào tiếp nha. Bây giờ là em ốp livestream nha mấy chị nha. Rồi. Bye bye tất cả các chị luôn nha. Hẹn gặp tất cả các chị vào ngày mai 5 giờ. Mình nhớ thêm bạn fan em, để khi mà like mấy chị vào liền nha mấy chị nha. Em sale rất là nhiều mẫu sinh, cho nên là mấy chị yên tâm nha. Rồi bye bye tất cả các chị ạ.